Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã đi được một chặng đường khá dài nhưng đầy bổ ích và ý nghĩa với chương trình ngữ văn 10. Tiết học hôm nay, cô sẽ giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học thông qua bài Tổng kết phần văn học. Các em hãy chú ý ôn tập thật tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của bài học. Nội dung thứ nhất các em cần ghi nhớ cho cô các bộ phận của văn học Việt Nam. Văn học Việt Nam gồm hai bộ phận lớn, đó là văn học dân gian và văn học viết. Hai bộ phận văn học này vừa mang đặc điểm chung của nền văn học dân tộc, lại vừa có những đặc điểm riêng cần chú ý. Đặc điểm chung là mang truyền thống dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa, văn học nước ngoài. Và đều mang hai nội dung lớn xuyên suốt, đó là tình yêu nước và tinh thần nhân đạo. Còn những đặc điểm riêng như sau. Dựa vào sơ đồ này, các em sẽ hình dung rõ những điểm khác nhau giữa văn học dân gian và văn học viết. Về thời điểm ra đời, văn học dân gian ra đời sớm từ khi chưa có chữ viết, còn văn học viết ra đời khi đã có chữ viết rồi. Về tác giả, văn học dân gian là sáng tác của tập thể, của nhân dân lao động, còn văn học viết là sáng tác của cá nhân, chủ yếu là của tầng lớp trí thức. Về hình thức lưu truyền, văn học dân gian được lưu truyền bằng miệng, thể hiện chủ yếu qua quá trình diễn xướng dân gian. Còn văn học viết được lưu truyền bằng chữ viết, thể hiện bằng văn bản. Về hình thức tồn tại, văn học dân gian tồn tại trong đời sống nhân dân, trong các sinh hoạt của đời sống cộng đồng, đặc biệt là trong các môi trường lễ hội, diễn xướng. Còn văn học viết cố định thành văn bản viết, mang tính độc lập của một tác phẩm văn học, tồn tại qua văn bản được lưu giữ. Về vai trò vị trí, văn học dân gian có vai trò làm nền cho văn học dân tộc, còn văn học viết giữ vai trò nâng cao và kết tinh những thành tựu nghệ thuật của văn bản văn học. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các yêu cầu của bài tập 2, sách giáo khoa trang 146. Yêu cầu thứ nhất, nêu những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian. Văn học dân gian bao gồm những thể loại nào? Chỉ ra những đặc trưng chủ yếu nhất của từng thể loại. Trước hết chúng ta sẽ chỉ ra những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian. Văn học dân gian Việt Nam gồm 3 đặc trưng cơ bản sau đây. Đặc trưng thứ nhất đó là tính tập thể. Văn học dân gian là sáng tác của nhân dân, nhưng không phải tất cả nhân dân đều là tác giả. Tính tập thể thể hiện chủ yếu trong quá trình sử dụng tác phẩm. Đặc trưng thứ hai là tính truyền miệng. Văn học dân gian được lưu truyền từ đời này qua đời khác thông qua hình thức truyền miệng, chủ yếu là hình thức kể chuyện. Đặc trưng thứ ba là tính dì bản. Văn học dân gian là sáng tác tập thể và nó không được cố định trong một văn bản, nên khi lưu truyền qua các vùng không gian khác nhau thì nó dần dà thay đổi. Thứ hai, các thể loại của văn học dân gian Việt Nam. Văn học dân gian có 12 thể loại, đó là thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ, câu đố, ca dao, về, truyện thơ và chèo. Tiếp theo, kem cần nắm các đặc trưng cơ bản của từng thể loại văn học dân gian. Thứ nhất là thần thoại. Thần thoại nhằm kể lại sự tích các vị thần sáng tạo thế giới tự nhiên và văn hóa, phản ánh nhận thức của con người thời cổ đại về nguồn gốc của thế giới và đời sống con người. Ví dụ thần trụ trời, Lạc Long Quân và Âu Cơ. Thứ hai là truyền thuyết. Đó là những truyền kể truyền miệng, kể về những sự kiện và nhân vật có liên quan đến lịch sử, hoặc giải thích nguồn gốc các phong vật địa phương theo quan điểm của nhân dân. Biện pháp nghệ thuật phổ biến của nó là khoa trương, phóng đại. Đồng thời, nó cũng sử dụng yếu tố hư ảo, thần kỳ như cổ tích và thần thoại. Ví dụ truyền thuyết An Dương Vương và Mỹ Châu Trồng Thủy, truyền thuyết Thánh Gióng, v.v. Thứ ba là sử thi. Sử thi là những tác phẩm từ sự dân gian có quy mô lớn,
sử dụng ngôn ngữ có vần nhịp, xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hay nhiều biến cố lớn lao diễn ra trong đời sống cộng đồng của nhân dân thời cổ đại. Nhân vật của sử thi mang cốt cách của cộng đồng, tượng trưng cho sức mạnh, niềm tin của cộng đồng. Ví dụ, sử thi Đăm Săn của dân tộc Ê Đê, sử thi Đẻ Đất Đẻ Nước của dân tộc Mường. Thứ tư là truyện cổ tích. Truyện cổ tích là sáng tác dân gian thuộc loại hình tự sự, chủ yếu sử dụng yếu tố nghệ thuật kỳ ảo để thể hiện cái nhìn hiện thực của nhân dân với đời sống, bộc lộ quan niệm về đạo đức cũng như về công lý xã hội và ước mơ một cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân lao động. Ví dụ cổ tích Tấm Cám, Sọ Dừa, Sử tích Trầu Cau, vân vân. Thứ năm là truyện ngụ ngôn. Ngụ ngôn là truyền kể dân gian bằng văn xuôi hay bằng thơ. Muốn truyền kể về loài vật, đồ vật, cây cỏ làm ẩn dụ hoặc chính chuyện con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện đời, chuyện người nhằm nêu lên bài học luân lý. Ví dụ, truyện ngụ ngôn, con hổ, con trâu và người đi cày, cáo mượn oai hùng, rùa và thỏ, vân vân. Sáu là truyện cười. Truyện cười là một lĩnh vực truyền kể dân gian rộng lớn, đa dạng, phức tạp, bao gồm những hình thức được gọi bằng những danh từ khác nhau có tác dụng gây cười, lấy tiếng cười để khen chê và mua vui, giải trí. Ví dụ, đẽo cày giữa đường, làm theo vợ dặn, sang cả mình con, vân vân. Bảy là tục ngữ. Tục ngữ là thể loại văn học dân gian nhằm đúc kết kinh nghiệm, tri thức của nhân dân dưới hình thức những câu nói ngắn gọn, súc tích, có nhịp điệu, dễ nhớ, dễ truyền. Ví dụ, kiến tha lâu đầy tổ, khoai ruộng lạ, mạ ruộng quen. Tám là câu đố. Câu đố là những câu nói, câu văn có vần, dùng để mô tả một vật, một khái niệm, một hiện tượng, buộc người đọc, người nghe đưa ra đáp án hoặc lời giải thích nhằm mục đích giải trí, rèn luyện tư duy và cung cấp những tri thức về đời sống. Ví dụ, mình bằng hạt đỗ ăn dỗ cả làng, câu đố về con ruồi. Nhà xanh mà đóng khố xanh, tra đỗ trồng hành thả lợn vào trong, câu đố về chiếc bánh chưng. Chín là ca dao. Ca dao là những bài thơ trữ tình dân gian, thường là những câu hát có vần, có điệu, nhằm diễn tả thế giới nội tâm của con người. Thường phổ biến theo thể thơ lục bát cho dễ nhớ, dễ thuộc. Ví dụ, trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng, ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Thể loại thứ 10 là vè. Vè là tác phẩm tự sự dân gian, có lời thơ mộc mạc, kể về những sự kiện diễn ra trong xã hội nhằm thông báo và bình luận. Ví dụ, vè nói dóc, nhà tôi có một trái lê, con nít cả xóm nhai ê cả hàm. Nhà tôi có một cái bàn, gỗ bàn làm giấy cho ngàn học sinh. Nhà tôi có một vũng sình, rộng 500 mét có hình con trâu. Nhà tôi có một trái bầu, cắt ra ngàn khúc họ thầu mua ngay. Nhà tôi có bàn máy may, một ngày may được 1,2 triệu bộ đồ. Nhà tôi có chiếc đồng hồ, mấy ngàn năm vẫn đúng giờ không sai. Nhà tôi có một cái chai, nước không đậy nắp đổ hoài không vơi. Mười một là truyện thơ. Truyện thơ được sáng tác bằng chữ nôm và phần lớn được viết theo thể lục bát, thể thơ quen thuộc nhất với quần chúng. Ví dụ, truyện thơ Phạm Công Cúc Hoa, Tống Trân Cúc Hoa, Tiễn Dặn Người Yêu. 12 là thể loại chèo. Chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam. Chèo phát triển mạnh ở phía Bắc Việt Nam, ví dụ Thị Mầu lên chùa. 2 của bài tập 2 sách giáo khoa trang 146 đó là chọn phân tích một số tác phẩm hoặc trích đoạn tác phẩm văn học dân gian đã học hoặc đã đọc để nhằm làm nổi bật đặc điểm nội dung và nghệ thuật của sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện thơ, truyện cười, ca dao và tục ngữ. Ở đây chúng ta sẽ chọn
phân tích một truyền thuyết mà các em đã học, đó là truyền thuyết An Dương Vương và Mỳ Châu Trồng Thủy. Như các em đã biết, truyền thuyết kể về sự kiện, nhân vật lịch sử theo xu hướng lý tưởng hóa, nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn vinh của nhân dân đối với những người có công với đất nước. Thì ở trong truyện truyền thuyết An Dương Vương và Mỳ Châu Trồng Thủy, nhân dân cũng nhằm tôn vinh An Dương Vương là người có công với nước, nên đã để cho ông trở thành người bất tử. An Dương Vương không chết mà theo rùa vàng rẽ nước đi xuống biển. Mặc dù ra đời sớm, nhưng văn học dân gian Việt Nam có sức sống bền bỉ cho đến tận ngày hôm nay là bởi vì nó có rất nhiều giá trị to lớn. Thứ nhất là giá trị nhận thức. Văn học dân gian được xem là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống của các dân tộc. Thứ hai là giá trị giáo dục. Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lý làm người. Thứ ba, văn học dân gian có giá trị thẩm mỹ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc. Nội dung thứ ba, các em củng cố lại những kiến thức cơ bản về bộ phận văn học viết Việt Nam. Văn học viết Việt Nam chia thành hai thời kỳ lớn, đó là văn học trung đại và văn học hiện đại. Văn học trung đại được tính từ thế kỷ 10 đến hết thế kỷ 19. Văn học hiện đại từ đầu thế kỷ 20 đến hết thế kỷ 20. Đặc điểm chung của văn học viết là phản ánh hai nội dung lớn là yêu nước và nhân đạo, thể hiện tư tưởng, tình cảm của con người Việt Nam trong các mối quan hệ với thế giới tự nhiên, quan hệ với quốc gia, dân tộc, quan hệ xã hội và ý thức về bản thân. Đặc điểm riêng của văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam về chữ viết, văn học trung đại sử dụng chữ Hán và chữ Nôm, còn văn học hiện đại chủ yếu là chữ Quốc ngữ. Về thể loại, văn học trung đại gồm các thể loại tiếp thu từ Trung Quốc, ví dụ như cáo, hịch, phú, thơ đường luật, truyền kỳ, tiểu thuyết chương hồi. Các thể loại sáng tác trên cơ sở tiếp thu như là thơ đường luật viết bằng chữ Nôm, và thể loại văn học dân tộc gồm truyện thơ, ngâm khúc, hát nói. Còn văn học hiện đại gồm các thể loại tiếp biến từ văn học trung đại như là thơ đường luật, câu đối. Ngoài ra, văn học hiện đại gồm các cái thể loại văn học hiện đại như là thơ tự do, truyện ngắn, tiểu thuyết, các loại ký như là ký sự, tùy bút, phóng sự và kịch nói, vân vân. Về thi pháp, văn học trung đại có tính quy phạm, sử dụng bút pháp ước lệ tượng trưng, dùng nhiều điển tích của văn học Trung Quốc. Còn văn học hiện đại chú ý cái tôi cảm xúc, bút pháp tả thực, có nhiều cách tân nghệ thuật. Về việc tiếp thu tinh hoa văn học nước ngoài, thì văn học trung đại chủ yếu là tiếp thu văn hóa văn học Trung Quốc. Còn văn học hiện đại tiếp thu văn hóa văn học phương Tây, chủ yếu là Pháp. Nội dung thứ tư cũng là bài tập số 4 trong sách giáo khoa trang 147. Chúng ta củng cố lại kiến thức về thời kỳ văn học trung đại Việt Nam. Văn học trung đại Việt Nam gồm có hai thành phần, đó là văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. Văn học chữ Hán ra đời từ thời Bắc thuộc, phát triển từ thế kỷ thứ 10, chịu ảnh hưởng từ Trung Hoa, đậm bản sắc hiện thực, tài hoa, tâm hồn và tính cách Việt Nam. Văn học chữ Nôm là chữ ghi âm tiếng Việt từ chữ Hán do người Việt tạo ra từ thế kỷ 13. Văn học chữ Nôm phát triển xuất hiện nhiều tác giả, tác phẩm có giá trị như là Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến. Văn học trung đại Việt Nam có 4 giai đoạn cụ thể như sau. Giai đoạn thứ nhất, từ thế kỷ 10 đến hết thế kỷ 14. Giai đoạn thứ hai, từ thế kỷ 15 đến hết thế kỷ 17. Giai đoạn thứ ba, từ thế kỷ 18 đến nửa đầu thế kỷ 19. Và giai đoạn thứ tư, nửa cuối thế kỷ 19. Các em đặc biệt chú ý nắm vững đặc điểm về nội dung của văn học trung đại Việt Nam.
Văn học Trung đại Việt Nam gồm có hai nội dung lớn xuyên suốt, đó là nội dung yêu nước và nội dung nhân đạo. Nội dung yêu nước với những biểu hiện phong phú, đa dạng, vừa phản ánh truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc, vừa chịu sự tác động của tư tưởng Trung quân ái quốc. Chẳng hạn như tác phẩm Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu, Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi mà các em đã học. Nội dung nhân đạo bắt nguồn từ truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó là những ảnh hưởng tư tưởng tích cực vốn có của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nội dung nhân đạo của Phật giáo được thể hiện qua bài thơ Cáo bệnh bảo mọi người. Nội dung nhân đạo của Lão giáo, Nho giáo được thể hiện rõ qua vận nước. Nội dung nhân đạo của Nho giáo còn thể hiện qua tỏ lòng, nhàn. Nội dung nhân đạo được thể hiện sâu sắc, có nhiều nét mới mẻ qua các trích đoạn của truyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm và bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu tiếp theo của bài tập 4, đó là thống kê các tác phẩm tiêu biểu của văn học Trung đại Việt Nam trong chương trình ngữ văn 10. Từ đó nắm vững những đặc điểm nổi bật về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm đó. Thứ nhất là tác giả Phạm Ngũ Lão với tác phẩm Tỏ lòng. Nội dung chính của Tỏ lòng là thể hiện vẻ đẹp của con người thời trần, có lý tưởng, có sức mạnh, khí thế hào hùng. Về nghệ thuật, bài Tỏ lòng được làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt đường luật. Thứ hai là tác giả Nguyễn Trãi với bài thơ Cảnh ngày hè. Bài thơ thể hiện tâm hồn chan chứa tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân và yêu đất nước của Nguyễn Trãi. Về nghệ thuật, bài Cảnh ngày hè được viết theo thể đường luật, thất ngôn xen lục ngôn. Thứ ba là tác giả Nguyễn Bình Khiêm với bài Nhàn. Bài thơ thể hiện quan niệm sống nhàn là sống hòa hợp với tự nhiên, giữ cốt cách thanh cao, vượt lên trên danh lợi. Thể thơ thất ngôn bát cú đường luật. Thứ tư là tác giả Nguyễn Du với bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký. Bài thơ thể hiện cảm xúc suy tư về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài văn chương trong xã hội phong kiến. Nghệ thuật, đó là bài thơ chữ Hán, được viết theo thể thất ngôn bát cú đường luật. Thứ năm là tác giả Trương Hán Siêu với bài Phú sông Bạch Đằng. Nội dung của Phú sông Bạch Đằng là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào về chiến công trên sông Bạch Đằng. Về nghệ thuật, đó là bài Phú cổ thể. Thứ sáu là tác giả Nguyễn Trãi với bài Đại cáo Bình Ngô. Đại cáo Bình Ngô là tuyên ngôn độc lập, tố cáo tội ác kẻ thù, ca ngợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, thể loại cáo. Bảy là tác giả Hoàng Đức Lương với tựa trích diễm thi tập. Nội dung thể hiện niềm tự hào trân trọng và ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Đó là thể loại văn xuôi. Thứ tám là tác giả Thân Nhân Trung với bài Hiện tài là nguyên khí của quốc gia. Nội dung là tôn vinh trân trọng hiện tài của đất nước, thể loại ký. Chín là tác giả Ngô Sĩ Liên với tác phẩm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Nội dung là thể hiện lòng cảm phục về tài năng đức độ của anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, thể loại sử ký. Mười là tác giả Nguyễn Dữ với tác phẩm Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên, trích trong truyền kỳ Mạn Lục. Nội dung là ngợi ca nhân cách cương trực của Tử Văn, đề cao lòng yêu chính nghĩa, yêu nước. Nghệ thuật, thể loại tiểu thuyết truyền kỳ. 11. Tác giả Đoàn Thị Điểm với tác phẩm Chinh Phụ Ngâm. Nội dung phê phán chiến tranh phong kiến phi nghĩa, khao khát tình yêu hạnh phúc lứa đôi. Về nghệ thuật, đó là bài thơ Nôm, thể thơ song thất lục bát.
12 là tác giả Nguyễn Du với tác phẩm Truyện Kiều. Nội dung tố cáo xã hội phong kiến tàn bạo, đòi hỏi quyền làm người, trân trọng vẻ đẹp con người, nhất là người phụ nữ. Về nghệ thuật, đó là bài thơ Nôm, được viết theo thể thơ lục bát. Nội dung thứ 5, chúng ta cần nhớ lại những biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong văn học trung đại. Thứ nhất là chủ nghĩa yêu nước. Chủ nghĩa yêu nước là một nội dung lớn xuyên suốt quá trình tồn tại và phát triển của văn học trung đại Việt Nam. Nó gắn liền với tư tưởng trung quân ái quốc. Chủ nghĩa yêu nước thể hiện rất phong phú, đa dạng, tập trung ở một số phương diện. Đó là ý thức độc lập tự chủ, tự cường, tự tôn dân tộc. Đó là lòng căm thù giặc. Đó là tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. Là lòng tự hào trước chiến công thời đại, trước truyền thống lịch sử. Là lòng biết ơn, ca ngợi những người hy sinh vì Tổ quốc. Là tình yêu thiên nhiên đất nước. Thứ hai là chủ nghĩa nhân đạo. Chủ nghĩa nhân đạo là nội dung lớn xuyên suốt văn học trung đại Việt Nam. Chủ nghĩa nhân đạo trong văn học trung đại vừa bắt nguồn từ truyền thống nhân văn của người Việt Nam, vừa tiếp thu tư tưởng nhân văn tích cực vốn có của Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Chủ nghĩa nhân đạo cũng được thể hiện rất phong phú, đa dạng, tập trung ở một số nội dung. Đó là lòng thương người, đó là sự lên án, tố cáo những thế lực tàn bạo, chà đạp lên con người. Đó là sự khẳng định, đề cao con người về các mặt phẩm chất, tài năng, những khát vọng chân chính của họ. Đồng thời, đề cao những quan niệm đạo đức, đạo lý tốt đẹp giữa người với người. Sau khi nắm được các biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo trong văn học trung đại Việt Nam, thì chúng ta sẽ thực hiện các yêu cầu của bài tập 5 sách giáo khoa trang 148. Đó là phân tích nội dung yêu nước và nội dung nhân đạo trong một số tác phẩm văn học mà các em đã học. Ở đây, tác phẩm Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi đã thể hiện rất rõ lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Nguyễn Trãi đã khẳng định chủ quyền dân tộc nước Đại Việt dựa trên những cơ sở sau đây. Nước Đại Việt đã có nền văn hiến lâu đời, như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu. Nước Đại Việt có biên cương lãnh thổ riêng, núi sông bờ cõi đã chia. Nước Đại Việt có phong tục riêng, phong tục Bắc Nam cũng khác. Nước Đại Việt có chính quyền riêng đã tồn tại bao đời, từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập. Nước Đại Việt có nhiều hào kiệt đời nào cũng có. Nước Đại Việt có lịch sử chống ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền. Lưu Cung tham công nên thất bại, Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong. Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã. Việc xưa xem xét chứng cớ còn ghê. Còn bây giờ, các em làm cho cô một số câu hỏi trắc nghiệm để khắc sâu hơn những kiến thức mà mình vừa nhắc lại. Câu hỏi thứ nhất, Nguyễn Trãi đã xuất phát từ những tư tưởng tình cảm nào để tố cáo tội ác của giặc Minh? Đáp án A, tư tưởng nhân nghĩa của Nho giáo và tư tưởng nhân đạo truyền thống. Đáp án B, lòng yêu nước thương dân nồng cháy. Đáp án C, lòng căm thù giặc mãnh liệt. Và đáp án D, cả A, B, C. Câu hỏi thứ hai, qua đoạn trích thề nguyền, Nguyễn Du muốn thể hiện tư tưởng gì? Đáp án A,
đề cao tình yêu tự do, mãnh liệt, trong sáng, thủy chung. Đáp án B, khẳng định tình yêu tự do nhưng hơi táo bạo. Đáp án C, đề cao tình yêu tự do, mãnh liệt, trong sáng nhưng mong manh. Đáp án D, cả ba ý đều đúng. Câu hỏi số 3. Trong đoạn trích Chí khí anh hùng, Nguyễn Du muốn thể hiện điều gì qua nhân vật Từ Hải? Đáp án A, khát vọng làm chủ xã hội. Đáp án B, khát vọng lập công danh, sự nghiệp của Chí làm trai. Đáp án C, khát vọng về công lý, tự do cho con người giữa một xã hội bất công, tù túng, đầy tàn bạo. Đáp án D, cả ba ý đều đúng. Nội dung thứ 6, chúng ta ôn tập lại phần văn học nước ngoài. Yêu cầu so sánh để thấy sự giống nhau và khác nhau giữa các thiên sử thi của Việt Nam và nước ngoài. Có 3 sử thi tiêu biểu, đó là Đăm Săn của Việt Nam, Odyssey của Hy Lạp, Ramayana của Ấn Độ. Cả 3 thiên sử thi này giống nhau trước hết là về chủ đề. Cả 3 đều hướng tới vấn đề chung của cuộc sống cộng đồng. Nhân vật tiêu biểu cho sức mạnh của lý tưởng cộng đồng, ca ngợi trí thông minh, đạo đức cao cả, lòng quả cảm, chinh phục thiên nhiên, chiến thắng cái ác. Về ngôn ngữ, cả 3 sử thi đều sử dụng ngôn ngữ trang trọng, hình tượng đẹp kỳ vĩ, tưởng tượng phong phú. Còn khác nhau, sử thi Đăm Săn của Việt Nam thể hiện khát vọng chinh phục thiên nhiên và con người ở đây là con người hành động. Còn sử thi Odyssey của Hy Lạp là biểu tượng cho sức mạnh trí tuệ, chinh phục thiên nhiên, khai sáng văn hóa, khắc họa nhân vật qua hành động. Sử thi Ramayana của Ấn Độ thể hiện sự chiến đấu vì cái thiện, danh dự và bổn phận, tình yêu tha thiết với cuộc đời. Trong phần văn học nước ngoài, kem đặc biệt chú ý những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của thơ Đường Trung Quốc và thơ Haiku Nhật Bản. Thơ Đường có nội dung phong phú, đề tài quen thuộc, đó là đề tài về thiên nhiên, về chiến tranh, tình bạn, tình yêu và người phụ nữ. Nghệ thuật của thơ Đường chủ yếu là thơ cổ phong, thơ đường luật, ngôn ngữ tinh luyện, câu tứ độc đáo, hàm súc. Còn thơ Haiku, nội dung là ghi lại cảnh với vài sự vật ở một thời điểm nhất định, khơi gợi những cảm xúc suy tư sâu sắc. Nghệ thuật của thơ Haiku chủ yếu là gợi, ngôn ngữ chỉ 17 âm tiết trong mấy từ, tứ thơ hàm súc. Nhắc đến các tác phẩm văn học nước ngoài, trước hết chúng ta phải kể đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, bộ tiểu thuyết chương hồi của Trung Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ nhận xét về lối kể chuyện và khắc họa tính cách nhân vật của tiểu thuyết chương hồi này. Tam Quốc Diễn Nghĩa là bộ tiểu thuyết chương hồi gồm 120 hồi, kể chuyện lịch sử và hư cấu, tả cuộc đấu tranh của các tập đoàn phong kiến từ năm 184 đến năm 200, vạch trần tội ác bọn thống trị, phản ánh đời sống loạn ly, bi thương của nhân dân Trung Quốc. Lối kể chuyện hấp dẫn, có đầu có đuôi, mỗi hồi là một sự việc, khắc họa tính cách nhân vật qua hành động và đối thoại. Nội dung thứ 7 chúng ta cần ôn tập, đó là phần lý luận văn học. Phần này các em tự ôn tập theo những câu hỏi sau. Những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học là gì? Những tầng cấu trúc của văn bản văn học. Trình bày những khái niệm thuộc về nội dung và những khái niệm thuộc về hình thức của văn bản văn học. Nội dung và hình thức của văn bản văn học có quan hệ với nhau như thế nào? Các em chú ý soạn bài, trả lời đầy đủ rõ ràng các câu hỏi của phần ôn tập lý luận văn học, rồi sau đó nộp bài cho cô kiểm tra. Chào tạm biệt các em.